Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 bến xe 06, giải 8 Vũng Tàu 00, giải 8 Bạc Liêu 18, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Dạ đặc biệt Bến Tre 346-466. Dạ đặc biệt Vũng Tàu 230-337. Dạ đặc biệt Bạc Liêu 816-778. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số miền Nam lần sau.